Mến chào quý khán giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Bạn thân mến, ở nhiều quốc gia, tuổi thọ trung bình của nữ giới thường cao hơn nam giới. Nguyên nhân là nam giới hay có những thói quen xấu như hút thuốc lá, uống rượu bia và ít giải tỏa tâm trạng của mình, nên làm ảnh hưởng đến sức khỏe theo thời gian. Với nữ giới, họ thường chăm chút cơ thể hơn và thường hay chia sẻ những nỗi niềm của mình ra ngoài. Hơn nữa, hàng tháng họ phải trải qua kỳ kinh nguyệt và đây cũng là lúc cơ thể loại bỏ độc tố, nên giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất tốt hơn. Để nhận biết những phụ nữ có tuổi thọ cao hay không, bạn có thể quan sát trực tiếp 4 bộ phận sau đây. 1. Vòng cổ càng mỏng thì cơ thể càng khỏe mạnh. Theo Sohu, cổ là bộ phận rất quan trọng, nơi kết nối giữa đầu và cơ thể. Vùng cổ không chỉ chứa rất nhiều động mạch và tĩnh mạch, mà còn có các mô quan trọng như hạch bạch huyết và tuyến giáp. Nếu bao quanh cổ là lớp mỡ, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của cột sống, mà còn khiến một lượng lớn lipid tích tụ trong mạch máu. Lipid dư thừa sẽ ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu, dẫn đến các vấn đề như xơ vữa động mạch và huyết khối. Đồng thời, nguy cơ mắc các bệnh mạch máu não cũng sẽ tăng cao, thậm chí đột tử do các bệnh lý mạch máu não nặng. Do đó, cổ của phụ nữ càng gầy, càng ít mỡ dưới da, thì hệ tim mạch càng khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc bệnh nhiều. Nói chung, chu vi cổ của phụ nữ nên trong khoảng 35cm, đó bạn có thể tự tin vào sức khỏe của mình. 2. Ngực nhỏ, giảm cong vẹo cột sống. Bộ ngực đầy đặn của nữ giới có xu hướng thu hút sự chú ý của nam giới ngay trong lần đầu tiên gặp mặt. Vì vậy, những cô gái có bộ ngực nhỏ thường cảm thấy tự ti hơn. Tuy nhiên, theo nghiên cứu, phụ nữ có bộ ngực nhỏ sẽ khỏe mạnh hơn người có bộ ngực lớn. Điều này do phụ nữ có bộ ngực lớn dễ bị cong vẹo cột sống, ảnh hưởng xấu đến thắt lưng, vai và các bộ phận khác phải chịu sức nặng quá mức trong thời gian dài, gây ra mối đe dọa nhất định đến tuổi thọ của phụ nữ. Ngoài ra, dưới tác động của trọng lực, bầu ngực có xu hướng chảy xệ, biến dạng dần nếu quá lớn, ảnh hưởng đến ngoại hình. 3. Vòng eo càng nhỏ, cơ quan nội tạng càng khỏe mạnh. Trong cuộc sống, nhiều phụ nữ dù tay chân thon thả nhưng lại có bụng rất to. Đó là biểu hiện của việc mỡ nội tạng tích tụ quá nhiều. Mỡ nội tạng khác với mỡ dưới da thông thường, bao bọc các loại cơ quan nội tạng và đóng vai trò bảo vệ các cơ quan nội tạng. Tuy nhiên, mỡ nội tạng tích tụ quá nhiều làm tăng thêm gánh nặng cho phủ tạng, dẫn đến sự xuất hiện của các loại bệnh, chẳng hạn như gan nhiễm mỡ. Nếu muốn biết lượng mỡ nội tạng của mình có vượt quá tiêu chuẩn hay không, bạn có thể đánh giá bằng cách đo vòng eo. Thông thường, khi vòng eo của nam vượt quá 85cm và của nữ vượt quá 80cm, nghĩa là mỡ nội tạng đã vượt quá mức. Lúc này, bạn cần kiểm soát cân nặng của mình. 4. Mắt cá chân mảnh khảnh liên quan đến sức khỏe. Bạn có thể tự kiểm tra bằng cách đặt chi dưới, nằm ngang trên giường và quan sát. Nếu mắt cá chân quá dày hoặc độ dày của hai bên không đối xứng, ấn mạnh vào bề mặt da không đàn hồi, đó là tình trạng phù nề điển hình. Lúc này chúng ta cần cảnh giác với sự xuất hiện của nhiều loại bệnh như béo phì, bệnh thận, bệnh tim. Đây là những tác nhân gây phù chi dưới. Bí quyết để thọ 100 tuổi của những người phụ nữ sống lâu nhất thế giới. Bạn thân mến, chúng ta không thể thay đổi cấu trúc gen đối với tuổi thọ của một người, nhưng lại có thể tác động thông qua một lối sống ảnh hưởng tích cực đến tuổi tác. Nếu muốn duy trì sự trẻ trung, ít bệnh tật, sống thọ, phụ nữ nên học hỏi kinh nghiệm của 5 người phụ nữ sống lâu bậc nhất thế giới. 1. Anna Maria Robertson Moss, 1860-1961, 101 tuổi, bận rộn và trẻ trung. Bà là một họa sĩ người Mỹ. Cho đến năm 87 tuổi, bà mới bắt đầu vẽ tranh và trở nên nổi tiếng. Bà được xuất bản khá nhiều bài viết và sách.
Trong đó ấn tượng nhất phải kể đến cuốn Cuộc đời không bao giờ là quá muộn. Bà từng nói, vẽ tranh không quan trọng, quan trọng là luôn để bản thân bận rộn, hòa nhập với người trẻ. Điều này có thể giúp bạn trẻ lâu và luôn giữ nụ cười trên môi. Bà còn nói thêm rằng, tôi không già, chỉ có trái tim đã già. Đây là điều mà người trẻ thường làm, nhưng tại sao tôi lại không phù hợp? Trên thực tế, tuổi tác không phải là cái cớ để giải thích mọi thứ. Gao Phong Kun, cựu giám đốc Viện Lão Khoa Bắc Kinh nói rằng, mặc dù trí nhớ của con người có thể giảm dần theo tuổi tác, nhưng người cao tuổi có thể khiến cuộc sống của mình trở nên đầy màu sắc hơn bằng cách đi học, tham gia vào các hoạt động tình nguyện, tăng cường giao lưu xã hội. Luôn giữ cho tâm hồn tươi trẻ là yếu tố quan trọng để sống thọ. 2. Hoàng Thái hậu Elizabeth 1900-2002, 102 tuổi, lập kế hoạch sức khỏe sớm. Làm mẹ của nữ Hoàng Anh, bà đã tiết lộ bí quyết trường thọ trong cuốn tiểu sử Mẹ của nữ Hoàng Elizabeth. Trong cuốn sách này, bà đã viết, bạn sẽ không nhận ra việc uống rượu, hút thuốc, ăn vặt khiến bản thân gặp vô vàn rắc rối với bệnh tật trong những năm cuối đời. Đặc biệt, phải sớm nhận ra tầm quan trọng của thể thao. Ông Gao Phong Kun cho rằng, tốt hơn hết là bạn nên lập kế hoạch cho sức khỏe bản thân càng sớm càng tốt. Điều này đặc biệt quan trọng để ngăn ngừa các bệnh mãn tính. Không những vậy, bạn còn cần phải tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ hàng năm để phát hiện bệnh sớm. 3. Gloria Stewart 1910-2010, 100 tuổi, luôn kiên định với ước mơ của mình. Là một nữ diễn viên người Mỹ, Gloria không đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp khi còn trẻ. Nhưng vào năm 1997, ở tuổi 87, bà đã trở lại và giành được giải thưởng lớn ở hạng mục diễn viên phụ xuất sắc nhất với một vai diễn để đời trong phim Titanic. Trong cuốn hồi ký của mình, bà nói rằng việc đóng vai chính trong Titanic là cơ hội cuối cùng để chứng minh rằng bản thân là một diễn viên hạng nhất. Ở tuổi 80, bà vẫn nuôi ước mơ rất lớn lao. Đây chính là động lực để bà lạc quan yêu đời và sống thọ đến vậy. Một nghiên cứu trên 137.000 người ở Mỹ cho thấy rằng những người có mục tiêu sống rõ ràng và mạnh mẽ có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Các nhà nghiên cứu tin rằng theo đuổi những gì bạn yêu thích sẽ khiến não tiết ra các chất hóa học làm tăng cường khả năng miễn dịch, giảm tiết hormone căng thẳng và giúp duy trì sức khỏe tim mạch. Gao Phong Kun cho rằng mọi người nên suy nghĩ về mục tiêu của mình là gì ở các giai đoạn khác nhau, chủ động xây dựng mục tiêu và kế hoạch, chẳng hạn như kế hoạch học tập, kế hoạch chăm sóc sức khỏe. 4. Louis Renner 1910-2014, 104 tuổi, tò mò và khát khao kiến thức. Bà là diễn viên đầu tiên giành giải Oscar cho hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và là nữ diễn viên sống lâu nhất ở giải Oscar. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Daily Telegraph của Anh, Louis cho rằng bí quyết trường thọ của mình là do sự tò mò và khát khao kiến thức. Bà nói, nếu bạn mất đi sự tò mò và khát khao hiểu biết, bạn sẽ chết. Có quá nhiều kiến thức trên thế giới mà mọi người cần khám phá. Vẫn còn rất nhiều điều tôi chưa biết. Nghiên cứu mới nhất ở Mỹ cho thấy việc tò mò về thế giới xung quanh có thể làm phong phú thêm đời sống xã hội, nâng cao giá trị, hạnh phúc. Những người tò mò thường rất có phong cách sống. Họ không chỉ giỏi lắng nghe mà còn nói rất hay. Sự tò mò cũng có thể kích thích não bộ hoạt động hiệu quả và ngăn ngừa sự suy giảm nhận thức. Nhà tâm lý học người Mỹ Todd Kasdan từng nói, chúng ta phải coi cuộc sống là một hành trình khám phá thú vị, hãy học hỏi và trưởng thành. Gao Phong Kun cho rằng, người cao tuổi cũng nên tiếp tục học hỏi nhiều thứ mới mẻ, chẳng hạn như học cách sử dụng các sản phẩm kỹ thuật số, máy tính, điện thoại di động. Khi tìm thấy một sở thích mới mẻ, chắc chắn họ sẽ cảm thấy rất tò mò
và hạnh phúc với thú vui của riêng mình. 5. Jenny Camont, 1875-1997, 122 tuổi, tập thể thao trong suốt cuộc đời. Bà Jenny từng nhận được rất nhiều kỷ lục về tuổi thọ của chính mình. Bí quyết sống thọ được bà chia sẻ rất đơn giản là tập thể dục mỗi ngày. Trong suốt cuộc đời của mình, bà luôn giữ cho cơ thể luôn hoạt động. Bà yêu thích đấu kiếm ở tuổi 86, thậm chí đạp xe mỗi ngày khi đã gần 100 tuổi. Gao Phang Kun cho rằng, kiên trì tập luyện không chỉ tốt cho sức khỏe, mà còn rèn luyện ý chí, sức bền của con người. Không có hình thức tập thể dục cố định, tùy theo sức khỏe và từng độ tuổi, mà có những bộ môn phù hợp. Ngoài ra, đạp xe, múa kiếm, bơi lội, thái cực quyền đều là những môn thể thao phù hợp với người cao tuổi. Đặc biệt, nên tránh các môn thể thao cường độ cao và cạnh tranh quá mức, chẳng hạn như quyền Anh. Quý thính giả thân mến, hy vọng những chia sẻ trên đã giúp các chị em phụ nữ tự kiểm tra lại sức khỏe của mình và học hỏi thêm những bí quyết hữu ích để giảm bớt tật bệnh và kéo dài tuổi thọ của mình. Khi có sức khỏe tốt thì những điều bạn mong muốn sẽ dễ dàng trở thành hiện thực. Đến đây thì thời lượng của Triết Lý Nhân Sinh cũng xin được tạm dừng. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.